Chào mọi người, mình là Vũ, quản lý kỹ thuật của team Compin đây. Thì tiếp tục clip ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ mọi người một cái vấn đề liên quan tới cái cây cam, cái hình ảnh mọi người đang nhìn thấy này thì nó như thế nào. Thì mình gọi đó là vấn đề là sự hướng sáng của cây trồng, của cây ấy, của thực vật luôn, cả các loại khác mà cần ánh sáng thì nó đều có cái hiện tượng này là sự hướng sáng. Thì đây để nó bây giờ mình chỉ cho mọi người thấy này, mọi người thấy cho ngang á, ở giữa cây chứ, tâm đây này, trung tâm ở đây nhé. Mọi người thấy cái phần bên này cành nó sẽ phát triển ra bên này nhiều hơn này, so với bên này. Mọi người thấy bên này không, cành bên này nó phát triển ít hơn này, nhìn là phát thấy rõ luôn. Thì khi mà cái để đây mọi người thấy này, đấy đó này, mình di chuyển lại đây rồi đó, mọi người thấy không, cành bên này nó bị cái phát triển hơn rõ này, giữa trung tâm này nó phát triển phải nhiều hơn bên trái rất là nhiều, mọi người thấy rất rõ luôn, này quá rõ luôn đấy, này bên phải quá nhiều này, bên phía này quá nhiều này, bên phía này thì nó lại ít này. Thì vì sao có lại như thế? Đây thì đơn giản thôi, thì như mình nói rồi đấy, đó là sự hướng sáng của cây à, sự hướng sáng của cây đúng không? Thì có nghĩa là rằng cây trồng mình có giới thiệu rất nhiều clip rồi, là nó cần dinh dưỡng à, nó cần ánh sáng là nguồn sống của nó, là cần ánh sáng để tổng hợp phát triển tồn tại, nó là nguồn năng lượng không thể thiếu của nó cháy liệt, vì đó là yếu tố sinh tồn. Nay cây ấy, nó sẽ bản thân cái cây đó nó sẽ sinh ra một cái yếu tố là thích nghi theo cái đó, vì tôi cần ánh sáng mà, tôi chỉ tìm mọi cách cần ánh sáng để tồn tại phát triển, tôi không có tôi chết. Nên mọi người thấy cái này phía bên này là vì sao nó phát triển rộng ra hơn nè, mọi người nhìn đây, bên cạnh nó không có gì hết, không có cây bên cạnh này, thấy không, cây nó phát triển ra phía bên này nhiều, còn bên này có một cái cam khác. Thì mọi người thấy cái nhánh cam bên này nó đấy, thấy nè, không biết mọi người thấy rất rõ này không, nè ra đây thấy nè, đó cái bên này có một cây cam, đây là nó bị cản trở ánh sáng, không có nhiều ánh sáng, cành nó phát triển nó không có nhiều bằng bên này, bên này cành nó không có, cây nó bị nó được thoáng nhiều ánh nắng hơn, đây là cây nó phát triển ra khá là tốt này, này cành nó ra khá là sum suê này. Thì đấy là sự hướng sáng, vì vì sao có sự hướng sáng này, thì cái này không, mình chỉ nói là cây cam vừa, mình còn nhiều cây khác mà người trồng sẽ thấy là nhiều cái cây mà mình trồng với những cái thân nó ngẹn là vì nó đi tìm ánh sáng, nó lăn lỏi để tìm ánh sáng, nên cây nó mọc không được thẳng, nó bị khuất tán là nó bị sẽ bị mọc chéo ra bên ngoài này, chéo ra để nó ngoẹo lại, chéo ra ngoẹo lại cho thẳng cho có ánh sáng. Thì vì sao có hiện tượng này, vì trong cái thân cây ấy, nó có một hormone điều chỉnh cái này. Thì khi có hormone này đặc biệt nó sẽ tồn tại bên cái phía mà ít ánh nắng nhiều hơn, ít ánh nắng nhiều hơn là bên với lại nhận nhiều nắng. Để vì sao, mọi người hình dung thế này này, mọi người nó vì sao nó tồn tại kiểu thế, thì mọi người hình dung thế này, khi mà cái cành cây mà để mình đối dụ đi này, phía 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 bên nha, đây như mình nói phía bên nha, bên bên nha, bên này là nhiều ánh sáng, ít ánh sáng này, bên này nhiều ánh sáng này, thì cái hormone này nó sẽ có trong cây và nó điều chỉnh thế nào, thì khi nó sẽ tồn tại bên phía nhiều ánh sáng hơn, ở bên ít ánh sáng nhiều hơn, và khi nó tồn tại nhiều hơn nó kích thích sự phát triển bên này dài hơn này, nhiều hơn này, thì bên này nó phát triển nhiều hơn phía bên mà được nhận nhiều ánh sáng á, bên ánh sáng nó phát triển nhiều hơn này, vì nó tồn tại nhiều hormone đó hơn này, điều chỉnh hơn này, thì nó phát triển nhiều hơn thế nào, bên này thì ít hơn thế nào, thì mọi người thấy là nó sẽ không cân bằng, kêu cân bằng thì bên này phát triển nhiều hơn thì nó sẽ là hướng hướng cái bẻ cong cái cành ra phía bên ánh sáng, nó phát triển chỉ bên phía ánh sáng rồi để nhận ánh sáng, còn bên này không phát triển vì đâm đầu ở đây thì có cháy rồi, và đâm ra bên ngoài đấy, thì mọi người hiểu rồi chứ, là bên này nó có hóc màu nhiều hơn, nó kích thích phát triển cành rồi thân bên này, phía bên này nhiều hơn để bẻ cong cái cành ra phía bên này đấy. Thì mọi người thấy cái cây này nó rõ luôn này, không đây bên này thì rất là thấp đó, rồi rồi đấy, nó là sự hướng sáng của cây, đó là hai người ta gọi là sự quân dưỡng. Thì có một cây mà hướng sáng rất là rõ là mọi người biết là cây hoa hướng dương ấy, hay là hoa mặt trời đấy, dương là mặt trời, là như là mặt trời quay đâu nó quay theo đó, rất là hay.
nó cũng là một thực vật và nó cần ánh sáng, và đặc biệt là cây, đó là cây nó bị hiện rõ nhất. Tất cả những cây khác đều như thế ấy, nhưng mà cây hoáng dương là bị hiện rõ và nhanh. Những cây này nó sẽ bị chậm hơn, coi hoáng dương là biểu hiện từng giờ, là mặt trời quay đang quay theo đấy đấy. Và trong clip này mình giới thiệu như thế rồi, thì cảm ơn mọi người xem hết clip của mình nha. Rồi nếu mọi người thấy hay nhớ chia sẻ cho người khác cùng xem nữa nha. Rồi chào mọi người nha.